Một lần nữa xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại cho quý vị gọi vào là 1-844-858-7000. Quý vị đang xem chương trình luật pháp và đời sống, và đây là phần 2 của chương trình luật pháp. Riêng về trong văn phòng tố âm chúng tôi là có số luật sư Kevin Huy Phạm và tôi là luật sư Bùi Đăng Khoa, và xin một lần nữa xin kính chào quý vị khán giả. Số điện thoại cho quý vị gọi vào một lần nữa là 1-844-858-7000, và lúc mà chúng tôi ngừng nhờ trước khi ngừng chương trình thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị về vấn đề những cái khía cạnh gọi là giấy tờ khi mà săn sóc lo về vấn đề nó gọi là di chúc với lại cái giấy ủy quyền. Một số những cái giấy tờ nó rất là quan trọng, nhưng mà đương nhiên nếu quý vị sắp xếp hết tất cả những cái giấy tờ cho nó đúng, hoặc là trong cái thời hoàn cảnh mà nó gọi là mình tính toán, mình sắp xếp để vấn đề cái tương lai của mình, nếu mà có trường hợp gì mà nó gọi là xảy ra xui mà nó xảy ra, thì trong cái trường hợp đấy ít nhất cho mình giải quyết được một số những cái giấy tờ nó rất là đơn giản, mà có nghĩa là nó không có phức tạp, như là mình để cho đời sau này. Giấy tờ cũng như là vấn đề nó gọi là giấy ủy quyền, giấy về vấn đề nó gọi là thừa hưởng beneficiary trong bảo hiểm, thừa hưởng vấn đề nó gọi là transfer on death, là khi quý vị mất đi thì cái nhà cửa, cái đất đai nó chuyển qua cho người thân nhân của mình. Thêm vào đó là những cái mà nó gọi là cái giấy bảo hiểm nhân thọ của quý vị để cho ai thừa hưởng qua beneficiary. Nào, trong về vấn đề thừa hưởng đó, quý vị không bắt buộc là phải để, có nghĩa là để cho cái tên của cái người quý vị muốn. Tôi nói về làm sao là nghe đó, của chương trình chúng tôi trình bày cho quý vị về vấn đề nó gọi là cái trust. Nếu quý vị lập lên cái trust, cái quý ở đó, quý vị có thể để cái người thừa hưởng là cái người beneficiary, là thừa hưởng của quý vị. Cái tên thừa hưởng là cái trust, là cái quý. Có nghĩa là cái quý này, cái trust này nó vẫn tiếp tục như thường. Là cái cách của cái trust này nó không phải là nó ngừng sau khi mình mất đi, mà cũng không phải là ngừng sau khi con mình mất đi. Quý vị có thể sắp xếp cái trust này nó cứ tiếp tục hoài cho con cháu đời sau, đời này, đời kia, tùy theo cái ý định mình muốn, theo vấn đề nó gọi là theo mình đề trong cái công thức của cái trust của mình. Nó không có giới hạn cái thời gian phải chấm dứt, mà nó không có giới hạn về cái người mình cho. Cái điều quan trọng là mình phải ghi rõ ở trong đó là cái người thừa hưởng như thế nào, và khi nào cái người đó có quyền lấy cái số tiền ra, hoặc là khi nào có quyền cái người đó có quyền đầu tư, hoặc là để sử dụng cái tiền ở trong cái quỹ đó, hoặc là cái vốn ở trong cái quỹ đó. Cái điều quan trọng là khi quý vị lập cái trust này lên thì quý vị có để trong đó khai thuế đàng hoàng. Thì trong trường hợp cái người thừa hưởng beneficiary có thể đề là cái người thừa hưởng là cái trust, là cái quý, chứ không có bắt buộc phải để một cái người cá nhân nào khác, hoặc là cái người của tên công nhân. Đương nhiên không có cấm là quý vị có thể đề thừa hưởng trong cái trường hợp là cái người cá nhân là ai. Cho nên trong một cái những cái giấy tờ quý vị có thể đề, nó gọi là tôi để cái nhà này cho con của tôi, người chia như vậy. Anh Huy à, cái trust mình đã nói rồi, cái will là cái di chúc mình cũng đã nói rồi, nhưng mà một số những cái vấn đề thừa hưởng qua nó gọi là beneficiary, thì cái này nó ra ngoài khỏi cái phạm vi của cái di chúc, mà cũng ngoài khỏi cái phạm vi của cái trust. Thì trong cái công thức thừa hưởng là nó như thế nào vậy anh Huy? Vâng, không phải tài sản nào mà quý vị qua đời nó cũng đi theo một cái di chúc hay là cái trust như Khoa nói. Cũng như những cái 401k, những cái retirement mà quý vị có với hãng, hay cái IRA, hay là những cái bảo hiểm nhân thọ mà quý vị có, quý vị nên nhớ đó, lúc mà quý vị có những cái giấy tờ này, những cái tài sản này, cũng như cái life insurance là tài sản, nhưng cái tài sản đó là cái giữa cái hợp đồng của quý vị với một cái hãng công ty bảo hiểm. Thì trong cái bảo hiểm đó quý vị là chủ, và hay là một người này khác là chủ cái mạng của quý vị, nhưng mà cái mạng của quý vị lúc quý vị qua đời đó, thì cái người thừa kế, cái người beneficiary, thì trong cái hợp đồng, cái contract về vấn đề bảo hiểm đã có tên beneficiary rồi. Thì nếu mà quý vị có cái tên beneficiary thì cái bảo hiểm đó, một ví dụ mình nói là 1.000.000 cái tiền bảo hiểm đi, nếu mà quý vị qua đời, thì cái tiền đó sẽ được trả cho cái người beneficiary, là cái người tên A hay tên B gì đó. Cho nên những trong trường hợp đó thì cái tài sản đó nó sẽ không vô cái di chúc, nó không theo cái di chúc, bởi vì nó gọi là cái non probate asset, những cái tài sản nó không phải qua through cái thủ tục nó gọi là cái will hay cái probate. Nhưng cũng trong trường hợp đó, nếu trong trường hợp mà cái người beneficiary họ không còn nữa, họ qua đời, thì chúng tôi nên khuyên quý vị cũng có một cái người contingent, một người thừa kế beneficiary thứ hai hay thứ ba. Trong trường hợp luật sư quan, cái người mà được beneficiary là người dưới 18 tuổi thì sao?
thì trong trường hợp đó cái bé đó cái sẽ được tài sản đó nếu mà nó dưới 18 tuổi, hay là bảo hiểm sẽ làm cái gì? Dạ vâng, trong cái trường hợp mà nếu mà nói là khi mà mình để cái người thừa hưởng là đứa con của mình, nhưng mà lúc mà mất đi á, đứa con nó dưới 18 tuổi thì cái trường hợp nó như sao? Là có nghĩa là cái bên cái cơ quan bảo hiểm, cái cơ quan mà nó giữ cái số tài khoản đó, cái số tiền đó đó, nó sẽ khuyến khích là mình mở một cái nó gọi là cái trust, cái quỹ đó để cho cái đứa con. Mà nếu mình muốn mở cái đó thì mình lại phải đi ra tòa, nó gọi là cái tòa án coi như là probate, để mình xin họ mở một cái estate hoặc là mở một cái trust để cho cái em nhỏ này, để họ nhét cái tiền đó để săn sóc cái số tiền cho em nhỏ này. Nào nó không có cấm về cái trường hợp mà nếu bây giờ em nhỏ này nhỏ quá, không có ai lo được hết, không có ai làm cái thủ tục để có nghĩa là mở cái trust này quý, thì cái bổn phận của cái người giữ cái số tiền đó, họ phải tìm cách để họ để lưu trữ lại cái số tiền đó cho cái em nhỏ này cho tới khi 18 tuổi, rồi bắt đầu là phải tìm cách để coi như đưa cho đúng cái người đó. Cho nên có một số những cái trường hợp đặc biệt đó là có nghĩa là em nhỏ này không có ai lo cái vấn đề nó gọi là mở cái trust ra cho em cho những các em nhỏ tuổi dưới 18 tuổi, thì cái cơ quan ngân hàng hay cái gì họ phải để cái tiền nó qua một bên, họ lưu trữ lại, họ để đó. Nhưng mà đương nhiên cái tiền lời mấy cái đó nó có thể nó rất là thấp, tại vì họ không có bổn phận nhiều, họ phải đầu tư nó quá nguy hiểm đi, thì với cái trường hợp là cái số tiền nó không có tăng lên. Nào có một số trường hợp đặc biệt giống như là mấy cái vấn đề nó hòa giải trong vấn đề nó gọi là kiện tụng hay là vấn đề nó gọi là tai nạn đó, thì cái số tiền nó để ở trong cái sự cái quỹ của tòa án ấy, nhiều khi nó còn có cái tiền lời cao hơn là để ở ngân hàng nữa. Cho nên có một số trường hợp đặc biệt là nhiều khi nên mở cái hồ sơ đó để mở nó ra để ra tòa án, để có nghĩa là sao cái tiền của những cái em nhỏ này ít nhất nó có cái sự nó gọi là đầu tư và nó có cái tiền lời đó, để lúc mà các em lớn lên 18 tuổi thì cái tiền đó nó còn được một số cái tiền lời ở trong đó, còn hơn là cứ để trong cái quỹ đó mà nó không có được cái gì hết. Nhưng mà đương nhiên cái số tiền đó nếu mà nó là những em dưới 18 tuổi nó không có mất, nó chỉ có cái nó nằm yên ở cái chỗ cái tài khoản ở chỗ ngân hàng hay ở tòa án hay là chỗ nó gọi là cái chỗ đầu tư nào thôi. Nhưng mà cái quan trọng của nó là nên cẩn thận, nếu quý vị mà để cái tên của những em nhỏ này thì cái số tiền nó nhiều khi thừa hưởng nó nằm ì ở đó, nó không có được có cái lợi tức sau này nếu mà trường hợp nó xảy ra, nếu con em của chúng ta hắn dưới 18 tuổi. Nào nếu chúng ta lập cái trust lên, chúng ta để đó để cái người thừa hưởng là cái trust, thì cái quỹ đó của cái người săn sóc của cái trust đó, họ sẽ có một số bổn phận họ để họ đầu tư cái tiền nó vô, hoặc là họ mua cái tài sản gì đó để cho nó có cái lợi tức ở trong đó, thì nó có lợi cho con cho mấy đứa em hoặc là đứa con của quý vị hơn. Thì trong trường hợp đó nhiều khi lập cái trust thì mình để nó qua một bên, không có ai bắt là khi mình lập cái trust mình phải để hết tất cả tài sản vô. Cái trust nó chỉ là một cái tên thôi, để nhiều khi mình mở nó ra thì mình trong đó mình có thể mình để đó khoảng chừng 5 hay 10 ngàn, không ai bắt buộc là mình phải để hết tất cả tài sản mình có, mà cũng không ai bắt buộc là mình phải để nhiều tài sản vô. Mình có thể mình để 10 ngàn, 15 ngàn, 5 ngàn hay cái gì cũng là đủ để cho cái trust nó tiếp tục, để nó nuôi, nó sống, để nó khai, nó lo những cái gì nó lo. Nhiều khi chúng ta sửa soạn, chúng ta muốn thì chúng ta có thể nhét thêm tiền vô, chúng ta muốn thì chúng ta có thể nhét cái tài sản vô, hoặc là chúng ta muốn thì chúng ta có thể đề cái người thừa hưởng là cái trust. Thì trong cái trường hợp đó về cái quỹ nó vẫn tiếp tục như thường, và nó sẽ giải quyết được một số những cái vấn đề khó khăn cho mình sau này. Mà thêm vào đó về vấn đề nó gọi là khi chúng ta quyết định chúng ta để ai được thừa hưởng, thì nên lưu ý cái người thừa hưởng rất là quan trọng. Lại nếu chúng ta để người thừa hưởng là bố mẹ mình thừa hưởng cái vấn đề cái bảo hiểm nhân thọ của mình, mà bố mẹ mình đang lánh cái tiền gọi là tiền an ninh xã hội, thì thật sự mình không có giúp ích được gì cho bố mẹ mình, hóa ra mình còn làm hại. Tại vì làm sao? Cái người thừa hưởng được cái vấn đề cái bảo hiểm nhân thọ của mình đó sẽ đâm ra mất cái Medicare, hoặc là mất cái sự bảo hiểm của chính phủ họ cho. Cho nên về trong cái trường hợp đó, nếu chúng ta mà có nghĩa là không có gia đình mà chúng ta chỉ có bố mẹ thôi, mình nghĩ là mình sẽ để cho bố mẹ mình được thừa hưởng cái đó, thì nhiều khi mình nên lập cái trust, mình để rõ ràng trong đó là để đây là săn sóc bố mẹ, nhưng mà cái số tiền không được hơn cái số tiền nào mà nó ảnh hưởng để mất cái Medicare hay cái gì đó, mình để rõ ràng ở trong đó. Tại không ai cấm, là mình để rõ ràng là cái chi phí nó giới hạn, hoặc là cái tiền lấy ra giới hạn ở trong cái trust, thì ít nhất mình được cho cái số tiền đó cho bố mẹ mình được tiêu, thêm vào đó mình được bảo vệ cái bảo hiểm nó vẫn còn nguyên như vậy. Cho nên nhiều khi cái trường hợp suy nghĩ mình để ai được thừa hưởng, nên suy nghĩ cho nó rất là kỹ lưỡng trước khi chúng ta để cái thừa hưởng đó. Tại vì nhiều khi người thừa hưởng họ không muốn cái thừa hưởng đó, tại vì nó ảnh hưởng cái vấn đề nó gọi là bảo hiểm về vấn đề Medicare của họ. Cho nên trong trường hợp đó, khi mà chúng ta làm cái này, chúng ta ngồi xuống suy nghĩ cho nó kỹ lưỡng một tí. Và cái trường hợp mà về vấn đề nói là cái người quản thúc cái trust với lại cái người mà săn sóc cái tài sản với lại mấy cái đó, nó có ấn định là người anh em hay là người họ hàng hay là bất cứ ai cũng có thể đại diện được em ơi?
Dạ không, thưa quý vị, cái người trustee là người cái quản lý hay manage cái tài sản của cái trust á, có thể là mà một người mà quý vị, cái quan trọng cái người đó mình phải tin cậy, họ sẽ làm việc đúng, họ sẽ dùng cái tiền đó đúng cho cái người thừa kế hay có cho những cái người mà được lợi trong cái trust này. Quý vị có thể nhờ một cái nhà băng, một cái công ty nào để quản lý cũng được, nhưng mà cái quan trọng là cái người đó là quý vị phải phải rất là tin cậy. Còn cái chuyện mà quý vị đưa ra người anh hay người em hay người trong gia đình cũng không sao. Cái quan trọng là cái người đó là họ sẽ biết cách để quản lý số tiền, họ rất là giỏi về vấn đề giữ sổ sách, hay trong trường hợp đó họ có thể là người rất là tốt và họ có thể mướn một người kế toán hay một người accountant để giữ sổ sách cho quý vị cũng được. Cho nên một cái trust quý vị có nhiều cái cách để quý vị quản lý và được lợi. Và thêm nữa đó, quý vị có thể có 2-3 cái trust cũng được. Không bắt buộc là quý vị phải có một cái trust, và không bắt buộc là quý vị chỉ có một cái trust và không có cái di chúc. Quý vị có thể sử dụng cái kiến thức mà chúng tôi muốn chia sẻ, anh em chúng tôi chia sẻ cho quý vị đó, để quý vị hiểu biết, để quý vị cho trường hợp quý vị cũng sử dụng cái nào. Di chúc cũng được, di chúc và một cái trust cũng được, hay là 2-3 cái trust cũng được, tùy theo cái needs, cái quan trọng và cái cuộc sống, cuộc đời quý vị. Cho nên cái vấn đề cái trust rất là quan trọng. Cũng như luật sư Khoa nói là trong trường hợp mà cái người mà quý vị thừa kế, quý vị cũng nên tìm hiểu cái người thừa kế đó có đang nhận Social Security không, Medicaid hay không, đang có nhận tiền disability không. Bởi vì cho những cái trường hợp đó đó, cái số tiền mà quý vị đưa cho họ thừa kế bằng bảo hiểm nhân thọ straight thẳng cho họ và không qua cái trust á, thì có thể đâm ra nó lại hại cái quyền lợi của những cái người mà thừa kế nhiều hơn nữa. Cho nên quý vị nên đề cập. Trong trường hợp được sức khoa, nếu mà bây giờ là cái trust thì nghe thấy phức tạp quá hay nhiều quá, đóng thuế hay khải thuế vân vân, cái di chúc thì chúng tôi không có tài sản nhiều, nếu tôi có một cái nhà thôi thì có cách nào mà tôi làm mà không có cần làm cái di chúc hay không? Dạ vâng, mời sư Khoa. Dạ, anh Huy anh nêu ra một cái giấy tờ nó rất là quan trọng, mà cái giấy tờ này cũng là một cái giấy tờ chúng tôi khuyên, nói là khuyên là tại sao là chúng tôi cảm thấy nó rất là lợi ích cho vấn đề nó gọi là sắp xếp cái tài sản của quý vị sau này. Là thứ nhất, mình nếu mình ngồi xuống mình coi những cái tài sản mình có đi, thì mình sẽ thấy là có thể mình giải quyết một số những cái tài sản này rất là dễ dàng, mà nó không có cần phải qua vấn đề tòa án, mà nó không có cần phải qua di chúc, mà nó không có cần phải qua cái trust nữa. Thì bây giờ mình ngồi xuống mình tính đó, là thứ nhất mình coi là cái bảo hiểm nhân thọ, nếu mất đi thì nó sẽ chuyển qua cái người thừa hưởng, qua nó gọi là beneficiary, giải quyết được cái vấn đề nó gọi là bảo hiểm nhân thọ. Nếu mà mình nói về vấn đề cái tiền gọi là tiền về hưu, gọi là cái tiền 401k hay cái tiền IRA, đây là những cái tiền mà mình để dành mai mốt mình về già, mà lỡ có chuyện gì mà mình mất đi, nó cũng sẽ chuyển qua cái công thức nó gọi là beneficiary, là người thừa hưởng, qua vấn đề nó gọi là nếu mình để cái người thừa hưởng là ai. Cho nên cái điều quan trọng trong mấy cái đơn này là có nghĩa là mình phải để cái người thừa hưởng là ai, là người beneficiary. Nếu mà nói vấn đề tài sản kế tiếp thì mình nói là cái tài sản nó gọi là cái chương mục, là có nghĩa là cái vấn đề cái tài sản trong cái tiền khoản mình để trong ngân hàng, gọi là cái tiền bank account. Cái này nó có một cái công thức để chuyển nó qua, nó gọi là paid on death. Quý vị nhớ kỹ là cái này nó gọi là nó pay, là nó trả. Khi mà mình mất đi gọi là paid on death. Nếu quý vị ra ngân hàng, quý vị nói là tôi muốn điền cái đơn nó gọi là paid on death, thì trong cái trường hợp đó nó cũng sẽ chuyển cho cái người thừa hưởng mà mình đề trong cái tờ giấy trả khi mình mất đi. Thì cái này nó cũng sẽ chuyển qua cái công thức, không qua cái di chúc, không qua cái trust, mà nó chuyển thẳng khi mà mình mất đi. Nào, anh Huy anh nêu một cái tờ giấy rất là quan trọng mà chúng tôi cũng nói là chúng tôi khuyên quý vị nên làm. Đây nó liên can tới những gọi là cái bất động sản, những cái vấn đề cái nhà cửa, cái đất đai mà quý vị có. Quý vị có thể làm một cái tờ giấy nó gọi là transfer on death. Nó khác cái vấn đề nó gọi là pay on death là sao? Nó chuyển khi mình mất đi. Cho nên cái danh từ nó xài, cái danh từ nó gọi là transfer on death, là khi mình mất đi nó sẽ chuyển. Thì cái đơn này nó giống như là cái đơn nó gọi là chuyển vấn đề nó gọi là sang tên nhà vậy. Nó đều rõ ở trong đó là tôi số 1 chủ cái căn nhà này, vợ tôi hay là chồng tôi là thứ hai cũng là chủ cái căn nhà này, mà cũng có thể là một người thôi. Hai, chúng tôi là chủ cái căn nhà này khi chúng tôi đang còn sống. Nếu một trong hai chúng tôi mà mất á, thì cái người còn sống lại sẽ là chủ quyền cái căn nhà này hết, là sở hữu của cái căn nhà này toàn quyền hết. Thì nó giải quyết được cái vấn đề nó gọi là di chúc, mà giải quyết được cả không cần phải qua cái trust. Mà cái nhà này, cái tờ giấy này sẽ nộp thẳng ở trong cái gọi là cái liệt kê của danh sách của đất đai, gọi là real estate property của cái quận của mình.
Nếu quý vị làm đúng theo cái tiêu chuẩn này đó, thì cái nhà nó chuyển hoặc là cái đất đai của quý vị nó sẽ chuyển qua cái công thức thừa hưởng, chứ không có qua cái tòa án probate, không qua di chúc, không qua trust, mà nó chuyển khi mình mất đi. Thêm vào đó đó, quý vị có thể liệt kê là nếu mà hai chúng tôi mất cái đất mất đi ấy, thì cái đất hoặc là cái nhà này đó sẽ chuyển qua cho cái người kế tiếp. Quý vị có thể liệt kê cái người con, quý vị có thể liệt kê hai người con hay ba người con hay cái người phụ thứ nhất, người phụ thứ nhì, giống như là cái người thừa hưởng ở trong cái công thức của cái vấn đề bảo hiểm nhân thọ, cũng giống như trong cái công thức của cái vấn đề cái giấy tờ gọi là của cái chương mục vậy. Thì cái giấy tờ này nếu quý vị nộp ngay ngày hôm nay, quý vị có thể tránh được cái trường hợp mà nó gọi là phải qua tòa án. Cái lợi của cái tờ giấy này là quý vị có thể đổi ý được, là có nghĩa là nếu quý vị trong thời gian, nếu quý vị đang còn sống, quý vị cảm thấy quý vị muốn bán cái căn nhà đi, bán cái đất đai đi, nó không cấm quý vị có quyền bán cái căn nhà, bán cái đất đai đi, để có nghĩa làm sao? Để mua một căn nhà khác, để mua cái đất đai khác, nếu quý vị muốn. Cái lợi quan trọng thêm vào trong đó cho những quý vị thính giả nào mà lớn tuổi là nếu quý vị làm cái tờ giấy này, quý vị sẽ không bị mất cái tiền lượng giảm thuế trong vấn đề nó gọi là cái property tax hàng năm của quý vị. Cho nên trong cái khía cạnh này mình được cái lợi, của nghĩa là vẫn được giảm cái thuế của vấn đề nó gọi là tuổi già. Thêm vào đó cái nhà này được chuyển qua ngoài khỏi cái công thức của tòa án probate. Và được thêm một cái nữa là quý vị nếu quý vị đổi ý, quý vị muốn bán để mua căn nhà khác, quý vị vẫn có quyền như thường. Cho nên cái tờ giấy transfer on death này chúng tôi, anh em chúng tôi lúc nào cũng khuyên là khuyên nên làm, tại vì làm sao nó có cái lợi nhiều hơn là cái vấn đề cái bất lợi ở trong đó. Mà những quý vị thính giả nào lo vấn đề Medicare hay lo vấn đề nó gọi là giấy tờ tiền an ninh xã hội hay tiền vấn đề của chính quyền, tôi khuyên quý vị nên ngồi xuống nói chuyện với một số người luật sư nào mà họ làm cái này, họ rành cái này, họ sẽ giải thích cái lợi, cái hại của trong cái vấn đề cái giấy tờ. Đương nhiên không toàn vẹn được hết, nhưng mà tôi nghĩ cái giấy tờ này nó bảo tồn và bảo vệ cho quý vị phần lớn và phần trăm rất là cao nếu quý vị làm. Hiện tại bây giờ mà quý vị nộp vô thì quý vị khỏi phải lo này. Nhiều khi nếu mà làm hết tất cả những cái mà anh em chúng tôi nêu lên đó, nhiều khi không cần phải nộp cái di chúc nữa, tại vì tài sản giải quyết hết được rồi. Cho nên Huy là giải quyết được cái nhà này, giải quyết được cái chương mục này, giải quyết được cả cái vấn đề nó gọi là cái những cái tiền về hưu, tiền bảo hiểm đó tất cả. Nếu mà còn sót lại, nếu mà tôi không đoán lầm thì chắc là có thể thì cái xe thôi. Dạ vâng. Hay là cái két, hay là cái tiền vàng giấu trong dưới gầm nhà thôi, phải không Huy? Đó, cho nên cái vấn đề cũng rất là quan trọng. Có nhiều quý vị ngoài đó là mình làm cái di chúc. Và cái di chúc quý vị nên biết là không cần phải gọi là chi tiết. Quý vị không cần phải liệt kê là số sổ hội ngày này số mấy, hay là tiền account là ở nhà băng nào và số account nào, hay cái nhà địa chỉ nào. Cái di chúc quý vị có thể làm rất là đơn giản, đơn sơ là nếu tôi ông A qua đời đưa cho bà B, nếu bà B còn sống, nếu không bà B không sống thì đưa cho hai đứa con 1, 2, 3 đồng đều. Nhưng chúng tôi nên nhắc như thế này, quý vị nên liệt kê riêng cho quý vị những tài sản mà quý vị có. Bởi vì sao? Có những cái trường hợp mà chúng tôi thấy đó là một người qua đời nhưng mà cái tài sản của họ đó là người vợ không biết ông có cái gì, mấy đứa con cũng không biết nhà băng nào. Và quý vị nên biết đó là bây giờ đó là cho những cái bank account nó không gửi giấy tờ về nữa, hay những cái 401k hay cái retirement họ cũng không gửi giấy tờ thơ nữa, họ gửi bằng email. Trong trường hợp một người qua đời mà mình không biết email của họ, mình không biết password của họ, mình không biết cái account của họ là ở đâu, mình không biết cái password để vô cái nhà băng như thế nào, và mình không có nhận thông tin gì hết về vấn đề tài sản, thì làm sao mà mình thừa kế cái tài sản này. Cho nên cho quý vị mà làm di chúc hay làm trust vân vân, quý vị nên liệt kê riêng cho quý vị những cái list, cái tài sản, nhà cửa, đất đai, nhà băng, cổ phần, cổ phiếu, stock account, bitcoin. Có những cái tài sản loại như vậy mà quý vị bỏ hay trade trên một cái online, cái website nào, quý vị nên liệt kê ra để nếu trong trường hợp mà quý vị có qua đời hay là quý vị không còn minh mẫn nữa thì cái người ở lại đó hay người còn lại họ biết đâu để kiếm những tài sản. Chứ không có đó là một cái gia tài của quý vị như vậy đó, nó sẽ mất 2, 3, 4 năm trước khi mà cái tài sản đó sẽ được chuyển qua cho cái người gia đình quý vị. Cho nên chúng tôi nên quý vị lưu ý đó. Ngoài ra những cái trust mà luật sư Khoa nói nè, cái di chúc, cái power attorney, cái medical power attorney, giấy ủy quyền, những cái guardianship, những cái transfer on death deed, những cái đó rất quan trọng. Quan trọng nữa đó là những tài sản quý vị có, quý vị cũng nên liệt kê cho hai vợ chồng biết tài sản ở đâu, bỏ vô chỗ nào rất là kín, rất là bí mật, nhưng để cho một người nào biết
họ có thể, lúc mà chuyện xảy ra, họ có thể tìm ra cái liệt kê tài sản đó là ở đâu, được chưa? Dạ vâng, cho nên trong cái khía cạnh về vấn đề mà nó gọi là tài sản, nếu quý vị sắp xếp hết tất cả mà coi như làm những cái giấy tờ mà cần thiết, quý vị có thể giải quyết được một số những cái vấn đề mà lo lắng sau này, mà nhiều khi giải quyết như này tránh khỏi cái vấn đề, cái phức tạp của cái vấn đề nó tốn kém phải ra tòa, hay là những gọi là sắp xếp vấn đề nó gọi là tránh cái trường hợp nó gọi là xích mích, khi mà có nghĩa là con nó đi cưới vợ hay là cưới chồng, hay là trong cái trường hợp nó gọi là chia rẽ nhau. Thì những cái trường hợp này là một số những cái công thức nó gọi là vấn đề nó gọi là estate planning, là sắp xếp những cái tài sản mình có riêng, không có ý nghĩa là mình tính về vấn đề đời sau gọi là mình mất đi, mà mình phải tính cả hiện tại bây giờ, nếu cái trường hợp nó xảy ra cái phức tạp, nó gây xích mích thì như thế nào. Đó là cái trường hợp rất là quan trọng, là khi quý vị ngồi xuống nói chuyện với một số những người luật sư là họ rành, họ hiểu biết về cái cách để sắp xếp những cái tài sản cho mình đó, thì quý vị có thể tránh được những cái sức phức tạp mà có nghĩa là khó khăn cho mình. Cho nên về cái vấn đề cái giấy tờ, nó có nhiều cái công thức mà quý vị có thể làm để có nghĩa sao làm cho nó giản dị và nó đơn giản cho mình sau này. Nào, đương nhiên đồng bào chúng ta thì trong cộng đồng ngày xưa đến giờ mà nghe nói về vấn đề mà khi mà mất đi, hoặc là khi mà gọi là khi mà mình coi như là không còn ở đây, hiện tại ở đây nữa, thì trong trường hợp nhiều khi mình phải tế nhị một tí, mình không dám nói cái chữ đó, nhưng mà qua cái xã hội của Hoa Kỳ, cái trường hợp như vậy nó rất là phải thực tế, là trường hợp đó nó sẽ xảy ra. Trên Mỹ nó có cái danh từ mà nó gọi là hai cái trường hợp không tránh khỏi. Thứ nhất là vấn đề nó gọi là thuế, và thứ hai vấn đề nó gọi là chết. Hai cái mình không cách nào tránh khỏi hết. Đương nhiên về vấn đề nếu mình sắp xếp được thì mình có thể bớt được những cái chi phí. Thuế thì tôi không dám nói là bớt được hay không bớt được, nhưng mà về vấn đề nó gọi là tránh được cái vấn đề cái tốn kém khi mà mình mất đi, là về vấn đề làm sao mình sắp xếp được cái tài sản của mình cho nó rõ ràng hơn, thì ít nhất mình tránh được cái sự nó gọi là nó phức tạp. Tại vì giấy tờ nhiều khi á, mình làm được cái vấn đề chuyển nhà cho con cái mình cho nó rõ ràng được á, thì có nghĩa là sau này mình không có cần phải lo vấn đề phải ra tòa để mình làm cái thủ tục để mình chuyển hết. Cho nên mong rằng những cái giải đáp của anh em chúng tôi ngày hôm nay có thể giúp cho quý vị hiểu được một cái khía cạnh rõ ràng hơn về cái cách sắp xếp về vấn đề tài sản quý vị hiện tại đang có. Một lần nữa tôi là luật sư Vân Khoa và xin Hoàng Huy gửi lời chào quý vị khán giả trước khi chúng ta ngừng chương trình. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư Bùi Đăng Khoa và cá nhân tôi luật sư Kevin Phạm Quang Huy. Anh em chúng tôi xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới thứ tư từ 6 giờ tới 7 giờ.